tùm nẹ tùm nông ăn trạ chiệt nơi đồng bọn à xí tẹ sân. Đồng bọn à xí tẹ sân cứ chơi đồng bọn mùi đại nước nông nông bàn ở rô bình châu tiền bộ tế Ấn Đía, Pakistan, Bọn Khla Đế, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, nâng bởi chung có Má Điều. Sthana phía phô mơ xa chỉ dụt được xa nơi bộ tế à xí tẹ sân. Mình lẽ cả nạ khó khăn nha chỉ tràn, cứ bộ tế Ấn Đía, chỉ bộ tế mùi đó thông đại sát nơi cần đá kế. Rí ai bộ tế đã tây tiết, miền tì tăng sát nơi tam chiê nơi đồng bọn. Miền tay bộ tế Ấn Đía tê, đại miền phá lư kẹo mà nha công đằng prum bộ tô kẹo tông tên nâng bộ tế tăng ọ, nơi khăn nông bán phá lư cục, nâng phá lư tật. Sát thân nập hiệp chạy sát đây nơi phô mơ xa, miền ạch tần nơi dàng thông thính, xâm ra bộ phôn tùm nè tùm nông ơn tà đạ chết nơi khăn nông bọn. Tùm hôm tới đây nơi bộ tế Ấn Đía, xa mà nâng chết sắp bay bia bún phía rối. Này tùm hôm tới đây đầm bán tầng mùa. Rì ai chùm nôn bộ chí chún, miên chất sắp bà mùi cơ bia pram phía rối, nâng bát sắp phía rối, này phá lật tập hò xâm rạch nơi khăn đồng bọt. Sự thân đập hiếp bà hai nâng tân ở đây nè. Đại nơi lơ vì sai dô thía, nơi miên xa đại xa tại miên bà tế Ấn Đía tại mùi cốt. Đại miên á tìm hiếp bố chân kê nơi cực vì sai bẹp nè. Từ bộ phôn tùm nè tùm nông ơn tà đạ chết nơi khăn đồng bọn, bọn đá bởi tế ả xì tẹ sân, miền âm lai vọc bởi thoa bởi bây ni, tùm niêm tùm loa bởi hạ bởi hai nâng nghe chàng. Còn bình tái sẽ thay nập hiếp bẹp ni, dưỡng bằng ai bạc đề xa nơi cắt ta chất tờ xa đâm bọn bản tế. Nước nông ở Tây Tạc ca bởi tế nước nông đâm bọn tầng ổn ni, thlop chư bởi tế ả nà nì cung, rư bẹ cân đá ả nà nì cung rồi bỏ chạc cầu phốp ổng khlê. Bởi vọt tờ xa rùm nâng cam bì thi tè mùi, miền bởi phốp hô chanh bì đâm nào vị vọt. Chia bà vọt được xa, dù lúc nà mọc hào ý nâng sát thân ập hiếp mà nơi kinh tế. Nên lơ ca bàn chai ca nghĩa nâng là tập hò bù lạc cầm. Chỉ ca bất hào ý bàn đa bà tế thường ni. Mình lẽ cần đại chồng yết nâng chồng ớt nâng kinh nế. Hát đôi chân hào ý đầm bòn ở xì tẹ sân. Chia đầm bòn mình cầm lăng khăn ốc tiên ở chạy chanh bì mà chạy mà đồn. Các cục rộng rộng bọc bà tế hình đi nâng nông đầm bòn thua ai bàn đa bà tế chất khàng. Mình miễn ca chư chạy tới lơ bà tế Ấn Đía. Chỉ ca bất nít chìa bà phốp nôm ở miễn ca cùng riêng cùng hai đo thay rập hiếp Ấn Đía. Được chứ này hỏi, chỉ ca chăm bách Ấn Đía trở tay bùng rừng sản đập hiếp bà bọc luôn nơi không đồng bọn. Nhưng nơi lơ cha ơn tạ chết, cứ chìa tức đáu ca bìa tốp tổ nâng ẩn tập bộ bì sập nạ bà tế cầm bố bà hàm này. Chỉ bì xe Ấn Đía tay tay prăng prai dàng ná đầm bầy ở bà nhà há. Đại bản tuần đọc ra nơi khăn ca tầm nhẹ tầm nông cho mùi nâng bởi tế đất tế tiết. Tốt nhiệt tì áo mà hai chân chiến nhẹ cắt cả đầy. Bởi tế Sri Lanka đại chiến bởi tế mùi khăn đồng bọn ở xì tẹ sân đại nục. Cậu bàn khát khom bằng bài ảnh đảm bây ở miền sất. Tất tù skoa tha chi bởi tế đồng bọn ở xì ở khăn này. Hèm tình thua bàn thua xâm ná đảm bây châu chi xa mai chắc ở xìn. Bởi tế chốt nâng bởi tế hình đi phía trả ảnh. Bạn thật cao tôi hình đế chỉ nhật nhau ổng phí bà nhà hà này vô bài ở nơi ta đạp hiếp. Tôi bây chung ca bổng miên ở đây chỉ mù là hai chữ ba lúc ở đời. Tôi chỉ dàng nà cái đây là tháp bị bà Ấn Đía tại anh tìm miên ca giúp dù lắm. Chả ơn đó bạn đã tổ tích nơi không đồng bọn. Chỉ nhật nhau bạn bắt bọn phó bà giói rồi bọc luôn thèm tiệt. Dàng nà mình này vô bài bẹp ní bổng bán nôn một nơi là tập hò chỉ phai bà ca chạy sát đánh tê. Nóng phê chỉ mùi khí ní. Nếu với phía này dù bài Ấn Đía có bàn cất xâm co đại thả. Bởi tế Ấn Đía trở tầm miền chùm hơ răng muộm. Chia chùm nón chong bởi tế tối nước nông nằm bắt ở chọc. Cô ca này dù bài bẹp ní. Chúng ca bàn lệch lãng xâm rạp chia tức đáu. Này dù bài nông nằm bắt rồi bỏ mê được nông Ấn Đía. Mũi chùm nút này chất tốc đầm bắt ở xì khăn thứ bông. Chia xâm phôn ập hiếp tại mũi hai Ấn Đía. Miền tu này tí chứa bồng thùng. Nước nông chung mê được nông Ấn Đía chất tục ca ô bà thăm xong được sốc bà tế nước nông đồng bọn ở xí tẹ sấn. Chỉ bà nhà hai mùi đó xâm khăn. Trong này hai có bàn lịch là nơi ca băng bảy. Đòi admin ca bài bùl đảm bây ca bía. Nâng bùng răng sát nập hiệp cực cổ rồi bỏ bà tế Ấn Đía nước nông đồng bọn ở tẹ sấn. Ấn Đía tay ta bởi trang đạch khát. Chùm bố hoa tầm miên cầm lăng. Bí khăn cao nước nông đồng bọn ở bọc lún. Chỉ bị xếp bởi tế mà hàm này.
đảm bây chô rùm đọc sài bà nhà hà nơi khốn nông bọn. Nơi khốn bà tế ảnh đế kì kết thá ca khát khom prang prang xoay rôk đọc nọc sài tùm nọ. Đại bà tục láng đầy miên lẹ khẩn nạ chế thuê phía kì. Đầu dốc tự đạn nơi khốn rộng bì bà rẽ lơi chạ ăn trả chiến nụ. Vì khốn đầy chiếc ca rộng khăn đo đầm nà ca này dô bài xâm rô xâm rô xa xa. Nâng sẽ thê rộp hiếp nơi khốn nông bọn tay bà nọ tì. Bà tay bà đa bà tế nơi khốn nông bọn xe anh tiết nụ. Bùm mơ khơn cổ thân ạ. Rư chiếc ca rộng khăn bà nhà hà nơi khốn nông bọn nọ tì. Bà miên ơn ra công bì cầm lăng hàng cao. Sự thân nạ ca này dô bài nơi khốn bà tế. Nơi bà tế chết kháng. Ấn đi nơi khốn nông bọn miên ơn tử bùl. Bọn có bà giá ca mạnh sơ lỡ đo tùm nè tùm nông rộng viên ảnh đi cho môi nâng bà tế tàng nụ. Bọn bí sát bàn bằng hai nhà khơi thả tùm nè tùm nông cho môi nâng bà tế ảnh đi. Đại miên lạc nà sẽ thay đọc hiếp chương bà tế mà hà bà tế nê bà nâng bụi tăng. Tùm nè tùm nông bà có bà hiếp tùm nô dàng khăn rộng viên ảnh đi nâng bằng khá lạc đây. Đại nơi tín nốt có bàn lịch lạc nơi ruột bà hà chỉ tràn phong đài. Nâng ca phá lạc đô rô thà bị bà bằng khá lạc đây. Để nó mọi miền ạ sẽ thay đổi phép nơi khốn nông cam mình thi nơi dụng bài ca bảo đối tế. Nhưng bộ bốn tầm nè tầm nông ổn trả chiết nơi khốn nông bọn ạ sĩ tẹ sần. Nơi khốn nông bộ tế ảnh đế có bàn kết đòi xong hạt phó thả. Rồi bỏ bà đạch cá mình râm mồm nô tế. Vì bố rồi bỏ bà đạch cá tay tay nó mơ nơi phép tăng tay nơi khốn nông sẵn cùng. Nâng ca lịch lăng phép chia sạch trấu nơi ngân nìa. Nụ nâng ai bắt đầu lắp tập hiếp, nâng bắt đầu là các áo ấy cầm lăng kháng cử ai lúc đấy cho nữ khốn nông bà nhà hát được bọn. Tân tâm tâm đi, rồi bỏ bà đại ca, các bạn ta chưa rồi bỏ bòm ra phò bà giáo áo ấy mà nụ mùi cái đập tôi tay bà nâu. Chỉ lắp tập hồ lầm nạ ca trong cử áo ấy bộ ẩm nai bà đại ca nữ khốn nông bọn. Tại tay, bà bà phốc tùm nô nữ khốn nông bọn. Đầm bây bòm ra áo tức đơn này vô bài chú nữ giống đôi chứ ca. Đừng hai hai bộ chiến này giống cho rùm nông tức đa này vô bài rồi bọc luôn. Rất tất cả tầm nha tầm nông ở viên ảnh đi nâng Pakistan. Dường khơi thá sập hiếp ca tầm nó có bán thay lại chồng. Nếu bê đại ẩm nái được nông bà tế Pakistan đất nguồm đòi nẹ căn ẩm nái xí vấn. Rất tháp bí bà lần đi bàn cầm nát tức đa rồi bọc luôn. Nông ca ô bà thâm đò ca ca bìa phó bà giáo rồi bọc luôn dù ở ngoài. Nước nông đồng bọn là xí tạ sần. Ú tư hô đôi chứa ca prang prai nó bỏ hẳn đía làm bây sẽ thay đập hiếp nó không nằm bón thua ơn ra công làm bây sẽ thay đập hiếp nó dô bài nó không bà đà bà tế không nằm bón côm trô đòi cho là ná bà chứa thập bà tay cả hạp ở đây nó dốm nó tí nục ấn đía chìa nó chứa ca tăng tài thua sẽ cạm bọc hiếp chứa ca bất ná sẽ thay đập hiếp bài này cứ chứa ca bà chàng nâng ở thạp bà giói rồi bỏ ra thạp bà thằng sông. Chúng bố bố ẩn đú, rất tài miên tố sân ác với chúng miên chỉ tìm bố chúng bố ế đầy dạp bọt tàng lại nè. Đại bàn bắt đầu các áo bà tế kra đầm bọn lúc đáy chỗ bà nhà hàng được nông đầm bọn cả tẹ sân. Nhưng khởi thật trọng này cũng như dụ bài rồi bỏ hẳn điên được nông tùm nè tầm nông chúng môi nâng bà tế kra đầm bọn. Miên tức đáy bất tùy bì Pakistan tàng sở rộng. Bà tế thằng bí cháu bà rõm chỉ tìm bố chúng vinh bà nhà hàng cầm lăng dô thiê thằng bí song kháng. Cứ phía kì Pakistan chấm nai từ lơ vì sai ca phía chết lơ bì bà môi phía rơi này chi đi phía này bà tế. Rồi ai bà tế hình đi lơ bì bì phía rơi bần tịch. Bần tay bà dương bình thiếp từ nâng cầm lăng ảnh đi lơ Pakistan chấm nôn bì bìa bàm đó. Dùn hò bà dốt chấm nôn bì đó, rốt cổ chấm nôn mùi cơ bìa phẩm bà đó. Cầm lương thông chấm nôn mùi cơ bìa phẩm mùi đó. Tân tâm năng này cầm đất bà cháy gà tế nâng con đập hiếp cầm lăng con to bà ca hình đi các bộ chương Pakistan tốt bày chì ảnh đi nè so ai chi mà phải mùi chân cầm bật mến. Chỉ bị xếp bà tiền đi bếp tờ nâng Pakistan cần tại khlang tham tiết lơ cường ô bà coi dô thiệp xanh xanh tiết. Đại chỉ dịch đầy trời ca rồi bỏ con tổ. Chỉ cáp bất nơi tốt xong vọt tích ca sắp Pakistan bàn thuơ tầm nơ bà cam lơ vì sai cầm lăng rồi bỏ lún. Còn tại đầm nạ ca pram chân nằm trong cơ hội. Pakistan bàn tờ tù dôn hoa tầm nơ châm nôn mở rối mà phải cường. Tù dì dàng nà cờ đào cầm lăng tốp ân đi nơi tại cấp bùa chân ngay nà. Bà tạm ca tù ti rồi bỏ rain corporation. Bà nà đăng thà đòi chân nằm bọn. Đói chân nằm bí bọn bàm thả vui ca xâm rạp tựa tuôn vì sai con to rồi bỏ hẳn điên nâng can lăng chất xa mà tựa nâng chân. Nâng chân 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 bọn chùm nôn bây đó, hai tay chân xa rõ rách chùm nôn bí bí bàm đó. Đói xa xa nập hiếp tăng tay chùm mùi nâng Pakistan ảnh điên bàn đã con tọp chân cô rồi bọc luôn chùm nôn bí bí bấy. Nấy chùm nôn con tọp tựa ngó ở trăm ca nâng tàu nằm bọn bọn đánh nâng Pakistan. Đâm nạ ca tôi tựa nâng bị bắt Afghanistan, Pakistan bàn đã bùng rê con tọp bọn bọn tù tai bà mùi tai học sập quán nè
រីឯព្រំប្រទល់និងឥណ្ឌាមានចំនួន4ភាគ5នៃកងទ័ពប៉ាគីស្ថានទាំងអស់ដល់8កងពលធំក្នុងចំណោមទាំងអស់20កងពលធំបញ្ហាមួយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាធំធំជាច្រើនមិនមែនមានតែទំនាស់រវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលគឺការប្រកួតប្រជែងលើកម្មវិធីផលិតសភាវុធបរិមាណនៅរបស់ប្រទេសទាំងនេះនឹងជាបញ្ហារួមនៅក្នុងតំបន់នឹងអាចคลายជាបញ្ហាសកល សកលលោកមានមតិការយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងសកម្មវិធីអាវុធបរិមាណនៅនៅតំបន់អាស៊ីតាក់សិនបន្ទាប់ពីឥណ្ឌាបានសាកល្បងក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1976រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានសម្រេចចិត្តដាក់កម្មវិធីស្រាវជ្រាវលើគ្រាប់បែកបរិមាណនៅតាំងពីឆ្នាំ1976នៅក្នុងគណៈនេះប៉ាគីស្ថានមិនត្រឹមតែមានបំណងបំរើបំរួលស្ថានភាពកម្លាំងនៅក្នុងតំបន់ អាស៊ីតាក់សិនបន្ទោសទេថែមទាំងមានទិសដៅចង់ខ្លាយជាមេដឹកនាំនៅក្នុងពិភពអ៊ីស្លាមថែមទៀតផងនៅឆ្នាំ1985រដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌារ៉ាជីកន្ធីបានកោះអះអាងថាឥណ្ឌាអាចនឹងបង្កើតអាវុធបរិមាណនៅក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ឬមួយខែតាមទិន្នន័យភ្នាក់ងារសម្ងាត់រុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2000ប្រមរិកា 1987ស្ថាបនិកក្របបៃបរមាណូពី60ទៅ100ដើមនៅឆ្នាំ1987ស្ថាបនិកក្របបៃបរមាណូកប៉ាគីស្ថានបណ្ឌិតអកខាន់ក៏បានប្រកាសថាប៉ាគីស្ថានមានសារៈសំខាន់មានធាតុអុយរ៉ាញ៉ូមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផលិតអាវុធនៅឆ្នាំ1987ស្ថាបនិកក្របបៃបរមាណូប៉ាគីស្ថានបណ្ឌិតអកខាន់បានប្រកាសថា ប៉ាគីស្ថានមានសារធាតុអុយរ៉ាញ៉ូមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផលិតអាវុធនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1987ប្រធានាធិបតីប៉ាគីស្ថានស៊ីយ៉ាអុលហាក់ក៏បានប្រកាសថាអ្នកអាចសរសេរក្នុងទិនានុលេខរបស់អ្នកថាប៉ាគីស្ថានអាចផលិតអាវុធបរិមាណនៅពេលណាដែលប៉ាគីស្ថានចង់ធ្វើហើយតែតានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបេណាស៊ីភូតូនៅឆ្នាំ1989ក៏បាននិយាយដោយឥតលាក់លៀមថា គាត់ដឹងថានៅក្នុងប្រទេសផលិតគ្រាប់បែកបរិមាណនៅពេលដែលគាត់កាន់អំណាចទោះបីកងទ័ពមិនដែលធ្វើរបាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះក៏ដោយនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ 1990ណាវ៉ាស់សារីបានប្រកាសថាប៉ាគីស្ថានមានគ្រាប់បែកបរិមាណនៅដែលជាអាវុធចាំបាច់សម្រាប់ការពារទប់ទល់ខ្លួននឹងឥណ្ឌាលុះមកដល់ឆ្នាំ 1987ព័ត៌មានបានធ្វើឲ្យផ្អើលឆោឡោពេញប្រទេសឥណ្ឌាថាប៉ាគីស្ថានលើកកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការមិនផ្សព្វផ្សាយអាវុធបរិមាណនៅនោះទេឥណ្ឌាបានបដិសេធដោយចំហតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ 1983មេដឹកនាំឥណ្ឌាបានលើកមូលហេតុ3យ៉ាងដែលនាំឲ្យបដិសេធមិនចុះហត្ថលេខាទី 1 មិនចង់យល់ព្រមដើរតួជាមហាអំណាចលេខ 2 ទី 2 ចង់គេចចេញពីការគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិលើកម្មវិធីអាវុធបរិមាណនៅទី 3 ត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រឈមមុខនឹងកម្មវិធីនយោបាយបរិមាណនៅរបស់ចិនរហូតមកដល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ពុំទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការលួងលោមប៉ាគីស្ថានដើម្បីចូលរួមក្នុងហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពួកគេដឹកនាំប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសថាប៉ាគីស្ថាននឹងយកព្រមប្រសិនបើឥណ្ឌាសុខចិត្តចូលរួមផងដែរ ប៉ាគីស្ថានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ឥណ្ឌាមិនមែនមានតែប៉ាគីស្ថានមួយតែប៉ុណ្ណោះនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ 1974 ប៉ាគីស្ថានធ្លាប់បានធ្វើសេចក្តីស្នើសុំឲ្យតំបន់អាស៊ីតាក់សិនคล้ายជាតំបន់សេរីពីអាវុធបរិមាណនៅប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះឥណ្ឌានៅតែបដិសេធសំណើនេះមូលហេតុដែលឥណ្ឌាបានអះអាងថាតំបន់អាស៊ីតាក់សិនមិនអាចកាត់ផ្តាច់ពីអាស៊ីទាំងមូលបានទេ ហើយគ្មានអត្តន័យអ្វីទាំងអស់ដើម្បីប្រកាសតំបន់អាស៊ីតាក់សិនជាតំបន់មិនផ្សព្វផ្សាយអាវុធបរិមាណនៅដែលនៅពេលនេះចិនមិនត្រឹមតែជាប្រទេសដែលមានអាវុធបរិមាណនៅដ៏ខ្លាំងក្លាប៉ុណ្ណោះនោះទេហើយថែមទាំងកំពុងតែជីករណ្ដៅសម្រាប់កសាងមូលដ្ឋានកម្ចួយកម្រិតមធ្យមនៅទីបេបញ្ហាមួយទៀតក្នុងកណ្ដាលដែលឥណ្ឌានិងបាត់បង់អត្តន័យរបស់ខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់នៅក្នុងឆ្នាំ 1987ឥណ្ឌាបានប្រកាសថា ទស្សនៈទានអំពីការបង្កើតតំបន់មិនផ្សព្វផ្សាយអាវុធបរិមាណនោះមិនអាចទទួលយកបាននោះទេពីព្រោះការទទួលស្គាល់តាមច្បាប់នៅអាវុធបរិមាណនោះរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនោះនឹងមិនអាចកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងប្រទេសអាវុធបរិមាណនោះទៅនឹងប្រទេសគ្មានអាវុធធននេះគ្រប់ពេលវេលាបញ្ហាកម្មវិធីអាវុធបរិមាណនោះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីតាក់សិនក៏បានលេចឡើងនៅទស្សនៈផ្ទុយគ្នារវាងសហភាពសូវៀតនិងឥណ្ឌារុស្ស៊ីមិនពេញចិត្តចំពោះអេរយាបតរបស់
Bây giờ quý tiết, Erosi bổng ách vì đồng lại ở đây bọt Pakistan chỉ ca khô sản này dô bái đôi ca dô khơi rồi bọt hạ phía dấu viết nụ tì. Nước khai vị trí ca chân nào mới bọn 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 Pakistan chỉ lực tìm mùi. Nước khăn ông ca xã hạ bọn chí chết đại bàn bọn cả hàm phí ca chong bài khai đầm bọn à xí tiệ sân này khai chỉ đầm bọn mình sắp sai ở vụt bạc màn nấu. Dạng nào mình cú tay thua ca cắt xong cô đại tha bà răng nâng chụp bọn bọn chân nào bọn chân nâng đầm nào Pakistan. Nhi chỉ ở đây giá bọn dô bài rồi bọn bọn tế rô xí tìm nạ cá đại cô sự cần tài chi đầm nánh căn đầm nánh chi rốt bằng trái cao bộ tế rô xí bản thua tôi sẽ nạ kích nơi đầm bọn Pakistan. Rô xí cơ bản dô prom chú môi nông Pakistan sẽ đầy ẩm phí cao bọn cái sản xác châu rùm đào xa rô ẩm rách rô xí chân ẩn đía nâng Pakistan chung vinh bà nhà hạ cao mệt thi ở vốt Paramano nực nông đầm bọn xí tạ sân. Các xa lập bọn ở vốt Paramano cọp bạch rô bọn ẩn đía nực ngay tì đập môi khai ổ xa phía chân nằm bọn 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 tiết nơi tháng ngày thì đập bay khai ưu dụp hiếu có bàn thua áo sẽ có lúc miền ca chắc bà rộng dàng khăn từ lớn thân ca nông đầm bọn ở xí tiệt sân rất là thua áo bị phục lúc cùng chư tham tiết cả nạ đập Pakistan bàn xã lập bóng nơi tháng ngày thì mà phê bằng mối khai ưu dụp hiếu chứ năm mùi bọn bà rộng bà rộng bầy Pakistan bàn xã lập bóng chùm thôn bàm cọp hỏi đợt tháng ngày thì xám sắp khai ưu dụp hiếu bàn bàn thai mùi cọp tham tiệt phò mấy đợt nông bàn đĩa bàn chắp ở rộng bọc hốt tần nâng tu nửa tì chia sẻ bài trợ ở tần trái cổng đặc sản sản xuất của bộ ông ca xã hạ bộ chí chết từ đó chỉ cho được xác này ở nơi này dô bài bộ tế hợp bọn đĩa cứ prai khai bộ tế áo tới chưa cầm bố mà hạ âm nai lơ sạc lục từ đó này trợ bàn cầm nọt tăng bì cần lạc sát tờ vật nằm bằng hỏi chúng muốn nâng cầm lăng ở bộ bản bản nâu rồi bọc luôn thân ca bạp này ẩn đi thưa giang nà đảm bây chi huyên cổ thân nạ đại ái ca chân phi cam thi này dô bài bản bản nâu rồi bỏ chấn nâng Pakistan. Để giá bắt nơi dô bài rồi bỏ bần đà bà tế hạ xì tạ sân bị bàn đang quê tầm lại nè. Cả khách khám răng prai cũng răng tu nơi tì chưa mà hạ ẩm náy bà rà mà nâu mình bèn chìa ca cùng riêng cùng hai trăm ta này không nằm bọn bà nâu tì. Bọn tay cứ chìa ca đất rô mà hạ chìa ta bà tế mà hạ ẩm náy đã tay tiết. Để giá bắt nơi dô bài rồi bỏ bần đà bà tế hạ xì tạ sân bị bàn đang quê tầm lại nè. Chìa ca khách khám răng prai cũng răng tu nơi tì mà hạ ẩm náy bà rà mà nâu mình bèn chìa ca cùng riêng cùng hai trong tay nó không nằm bọn bọn nó tế bọn tay chỉ cả đất rô mà hãy cho ta bọn tế mà hạm này để tay tiết cả bọn rừng ở vật bạc bản nâu rồi bọn hình điên ở Pakistan ai thua ai rụng chứa bọn chú biết bình sẽ có lúc tiền mùi mất tế sẽ có lúc bạn bởi bọn dạng khăn chụp bộ cam vị thi bật rô kết rồi bọn hình điên ở Pakistan không bọn tế Pakistan mình tí tăng rô kết L1 hay tí tăng F2 có bạn dịp chăm rưu chứa sẵn tới hai đáy cầm đất chậm ngay 8 sắp tức 7 km bởi tạm tên này rồi bọn CIA nâng phần nhanh nghe dựa ca rô bò rô xì nếu không cầm lòng chân nằm bòm 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 bòm. Pakistan bàn tự tu rô kết cầm rạch mùi chông bì chân thôn âm đập mùi chùm nôn 28 chân bàn có sang rung chạp lạch rô kết nơi chất Islam mà bát nơi chân nằm bòm 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 bòm. Pakistan xa lô bòm rô kết F3 đài miên cầm rạch chụp ngay bòm 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 cứ ai về lúc tới lưu tì cổng chụp sầm khăn rô bòn đía đài bàn chân bì tức đầy Pakistan. Chỉ biết sách Pakistan bàn tự tu chúc cháy thông mây mối tiết cư ca xạ là bóng rô kết thôn Khlori cầm đất chùm ngài một bốn pram rơi km. Rí ai bà tì ảnh đi của bàn prang prang áp hữu vót cam vị thi bà lật rô kết khăn nạ đáy chặt tăng vị trí nào mươi bốn bà mô đất bài sắp bí mốc ảnh đi bàn xạ là bóng rô kết cầm đất bình xung thôn thôn hào tha Prinh Thuy nếu bẹt gần đáy trí nào mươi bốn bà mô đất bài sắp bí ảnh đi bàn prang kết thá bàn xâm rơi cam vị thi rô kết một đá bì giang thôn đại miên cầm lăng cầm liệt bì mùi rôi mập hay tư mùi rôi 20 km. Nếu như dân khơi thác cáp khát không bằng bài to từ tiết hạ đôi chức miền này ở vầy nội tế. Ấn đi ở bàn phần lật rô kết thôn Prinh Vy chỉ trán bẹ cần đá chân năm mùi bòm 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 nhi mình bán chứ thân đập hiếp còn là thẻ đã xa rồi kết tục bằng nó nụ tì. Tình tình mình đi, rồi tập bằng trái ca bị chết ẩn đi bàn bạc ca thả đảm bày lực rồi kết thua cao với lúc trái ca bèo lìa bì tự bày mong tại bằng nó. Ẩn đi bàn đã cam vị thi bằng lực rồi kết thôn là kích xa kì đại mít bảo vay mà phải mưu mát tùng ngôn đọc bằng bốn táo. Cả xa là bằng rồi kết ạ kì lực tì bày thua lực hai công phía chân nằm bằng 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 b
nếu bây giờ cầm đặt chậm ngay ban 100 km/h ấn địa miền cầm rồng plato kẹt bánh tròn thuyết thôn sau đây giá đại ách bánh bang cầm đặt chậm ngay khoảng 7.000 km nước nước chín năm 2004 ấn địa ban bên chọc nơi ca song niu vi mũi tắc prado tham một pool paramano chỉ lực tìm mùi từ Pakistan miền tây đại bang bài từ lâu cầm lang hàng cai, chỉ bị sai sầm bang từ lâu thay đổi mới nâng chân làm bay bị cho mốc tu nâng lên địa. Nâng bây giờ tiếp đã sai từ nâng cầm lang Islam sắc lục, cả ta hàng cai chỉ đại chỉ cá, bản thưa sắc cao phim được nông lập quan cái sao bắt đầu bắt can được nông đồng ban từng mũi, có phù mà ham nai cũng đã cho nơi nông tu nội ti chỉ bộ phốp tụm nô được nông đồng ban tê, ở tại để cho nơi lâu cô đã làm bay rí chấm rán cái sao bắt đầu bắt can được nông đồng ban. Các sự kiện đã chia cầm phô mà hàm nay ở tại miền area bật với chủ miền cần được khẳng lãng được nông ca tầm nẹ tầm đông chủ mùi nâng ảnh địa. Chỉ bị xe chủ phô này dô bài ảnh địa không đồng bán. Nói lơ, ảnh tìm hiếp này dô bài cao bảo tế rô bà xa rô mệt. Ảnh địa thân là lơ chủ nốt chấp ở râm dàng khẳng chương kỳ. Giang nam ảnh ca bạc đế xa rô bà xa rô mệt. Thưa cái xa bảo tế bật ca lơ vì xa dô thiê chủ mùi nông bán khá đây. Nâng bảo tế tôi đã tế tiết nơi không đồng bán ở xí đất sân. Hồi cậu bạn thôi, ai thật lẽ cho nữ. À tên này, nơi này dô bài đi lưu, nơi dô bài ca bỏ tế, rồi bỏ ám rịch. Nơi đám sát thật vật, chứ năm 10.000, bởi Pakistan sắp rạp xa rô ám rịch, bạn thật lẽ cho. Còn ông cần nạn đi, cảm ơn thi, phá lật à vụt Paramano, rồi bỏ Pakistan. Nâng này dô bài bạch ca nơi tí nữ. Bạn khai chiếc bởi thiên bọt mù, là than chế ở tập bộ, từ lưu, từ mẹ tầm đô xa rô ám rịch, nâng Pakistan. Cảm thấy nếu bài xa rộng bây giờ nâng ạ xí tạ sân tài tài chặt tục thả tập nhẹ tầm nông ảnh ra chê cầm rất xa có hai bầm rai bầm rú tầm nhẹ tầm nông rủ viên bà đa vật tế nâng nông đồng bọn nó mới miên ca bầm rai bầm rú nếu bài xa rộng bây giờ nâng đồng bọn phòng đài xa bà bản đi miên này là thông thình cứ nập phê đa xa rộng bây giờ nâng chân bàn từ tù sko tù nê tì cực cổ rộng rồi bà hẳn đi nâng đồng bọn ạ xí tạ sân chắp bì chông tù sơ vật tì bát sắp mô chứ các bất ẩn địa miền ở tập bộ dạng khăng để không có xoay rốt thay đổi phép không đồng bọn ở tầng này để không có ẩn tập hiếp ẩn địa xâm rạp xa rô ẩm rích nâng càng tại khăng lãng thay em tiết tệ tôn tầng nâng cầm nàn sư tư cách nâng ẩn tập bộ ẩn địa phùng rí tầm nẹ tầm nông chư mùi nâng bần đa bật tế lúc hàng lệch dạng nàng mênh tức đáy ní nâng miền nằm nà ca dứt giá ưu nâng lao nưu tế đại xa tại cam bị thi giả đầy tế bộ là tế nơi khốn nông bởi tế hình địa. Vì chiếc sản xảy ra phía vụ bởi tế cam nâng bởi tế chuyên lươn lươn sở có lúc ban đồng hai hai ai ẩn địa bởi lươn cam bởi thi xảy ra phía vụ bởi tế cam rồi bọc luôn đòi bổng rí ca thuơ ai kỳ chân phía vụ bởi tế cam Privatization cắt bởi thoi ca chấm nay rồi bỏ rọt nâng cao bổng ca chấp bắp thần nia ra bởi rộng đòi bởi xa ai kỳ chân xa rộng rích tìm tí ẩn địa lúc bởi bắt chấp bắp rí ai hạ công mà rốc tìm tì ở Ấn Địa đổ ra băng nòm châu và là tập hòa mùi dùng nôn từ khả nông bà tiên địa. Chỉ vì xếp là tập hòa cả sẽ cảm giang nam anh nhạc ca nằm nay Ấn Địa có cách tha nực khả nông cả nạn đi. Sẽ thật kê Ấn Địa màn ách ba chùm hoa đôi xa rây nụ tế giang nam anh là tập hòa tùm nánh như là bà Ấn Địa miên cầm rất trăm tay xôn cực bìa bà mùi phía rơi nây tùm nánh xa cà lục tay bà nọ. Nếu tôi xung quanh đi cao sắp mê được nông ảnh đi, bạn chấp đám bác thuyết xâm rạp tùm nânh bị bỏ tế bằng thám thiết bằng tay chỉ là tập hóa bằng thông đông nụ tế. Giảng nàm anh phép tôn sai nếu không cao thuyết xâm hạ ra nạc cam nếu không bỏ quân sẽ tự kết sở có lúc bè cần đá bất bè cần đá bác bằng ai thuyết ở mê ca chá bà rõm vì xâm nạ nèo vi nèo bị bỏ tế bằng nụ tế. Tôi chỉ giảng này có đây, ảnh đi bạn bằng hai nhà khơi nơi thê rập hiếp cầm nán sẽ tự kết rồi bọc luôn không còn bởi tế, dạng thông thế, đại sao tại miền bị trí chuyên đại trang sinh thật thần thốt. Đại nạc lâu này kì có rùa nâu xì vừa lấy bài bà rốc. Chúng rồi nhỏ tầm nếp nông tìm xa nạc nông bởi tế, miền sẽ gặp hiếp lọ bởi xa. Đói mình chăm bách phư, xa mà rồi nạc cắm, chứ mùi nâng tìm xa sẽ có thật tâm ơn đi. Vì bắt mùi là thông đại ảnh đi mình ách bà thôn thiên khuôn. Ôi ồ,
nơi không chùm nào phải chi chôn mùi bọn liên nhé. Đại nơi không nốt phải chi chôn phía chân bổng miên xa cao phía đồng bây bổng rít tìm xa nơi không có tết này lời. Các bản to cam vị thi này dù bài cao bảo tế đấy ai kể đấy trở bàn kỳ chất tục thà. Cứ chỉ ca chăm bạch xâm rạp ảnh đế đồng bây lực bố áo tế phía rồi bọc luôn ở lời chạc ơn rã chiệt. Ảnh đế bàn bổng rít tâm nét tâm nông cách xa bản tập bát ca cho mùi đình chọc bốn cho mùi đình xa phía rộp. Nên chân nào bọn bởi cao sắp bàm buôn. Miên nét này dù bài môi chụp nôn bàn xong xa chụp bốn dù bài ai kể đấy rồi bỏ ảnh đế cho mùi nâng bảo tế lúc hàng lệch. Tụm nét tâm nông thuê phía kia ảnh đia rô xì, bùm miên ở vây prai pru của ai cót xâm khôn ở tế, đại bẹp bọn tờ nâng tu sơ vật chân nam cao sập, bán tờ lọp mặc trâm tờ phiếp rõ cả đầy vinh, bần tòa bị cả đu rô lôm xa phiếp sơ vịt. Xâm rạp ảnh đia, bà chăng chỉ đạch khát chùm bùa ca có sang sơ con lục rô bọn bồ tờ mùi. Ảnh đia chạp bà đá âm bọn cô là tờ phiếp khát chô chất chân, chô bốn xa phía rốc. Bà tê, à xì ạc nế, tư đa đa xong khát ប្រព័ន្ធពោលតែមួយនៅលើលោកបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តតំណែងដងល្អឲ្យធ្វើភាគីរវាងឥណ្ឌាសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកជាការពិតការរៀបរៀងទិសដៅនេះដោយសារតែកម្មវិធីផលិតអាវុធបរិមាណនៅរបស់ឥណ្ឌាម្យ៉ាងវិទៀតអាស្រ័យទៅនឹងសហភាពការសកលប្រទេសទាំងពីរហាក់ដូចជាមានចក្ខុវិស័យខុសគ្នាច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅតែថែរក្សាក្នុងស្ថានភាពបិទបាននៅឡើយនៅចុងទសវត្សរ៍ទី80ឥណ្ឌាបានអនុម័តកម្មវិធីនយោបាយការបរទេសរបស់ខ
Trần ban phân phái thay là sao tôi dập hết tầm nâng chân Ấn Điên nâng Pakistan. Cậu bản tay Ấn Điên nâng tay chất tốc chân chia sầm phô nâng mất rồi bỏ Pakistan đã chia sự trời dư ổng quay rồi bỏ luôn nâng thuy bà gì. Nếu khả năng đi hai tập nôm áo tầm nâng nâng Ấn Điên chân nâng tầm miên cầm rật. Bạn nhà hà riêng riêng đó tầm nâng bà tế thằng Pi. Cảm ơn bạn nhà hà Pakistan đồng miên bạn nhà hà mùi tiết cứ bạn nhà hà Phrum Phật Tùl. Cách xã hạ bạc bạc ca chân Pakistan nâng lơ cam mít thí à vật bạc đồng màn nâu. Tình tâm nâng nây xa ca mập hiệp bạc bạc Islam này dùng ai thua áo ích bạc tế thằng Pi căn tài khách cho chất khí niệm. Tăng Pi Tô Sơ Vật đi bạc sắp cao sơ mốc. Mì được nôm bạc tế thằng Pi bàn chắc bạc đám bị phía xa khí chung vinh bạc nhà hà ca rì rìa đá lắc. Này cổng Islam này dùng nơi khu nông bọn ở Sì Gần Đál đại rì rìa đá Pi đồng bọn Afrik hàng trường. Vũ Islam này dùng trên Pi đồng bọn Afrik hàng trường bàn phơ xa cao phía bọc luôn rồi hô đó đồng bọn ở Sì Gần Đál ở Sì Tịa Sân. Nâng ai khai chia đồng bọn bởi cho một mùi xong khăn